thu nhập đó. Thì các bạn nhìn rộng ra từ trước, từ các cái chương trước ấy, từ các lecture trước, thì các bạn khi nói về quản trị cái gì nhỉ, quản trị ở working capital management chẳng hạn, hay là các cái vấn đề về liquidity management chẳng hạn, thì các bạn thấy là tất cả các cái vấn đề của quản trị tài chính nói chung thì đều là vấn đề của việc cân bằng, balance between the cost and the benefit, tức là lúc nào nó cũng có hai mặt của một vấn đề đúng không, tại vì là there's no free lunch đúng không. Thế cho nên là cái việc của nhà quản trị tài chính không phải là cố gắng lấy được cái free lunch đấy, mà cái quan trọng của cái anh quản trị tài chính là anh phải balance được từ cái cost and the benefit, risk and return đó. Tóm lại là phải cân bằng, chứ không phải là làm sao để cái return của mình là cao nhất. Tiếp theo nữa thì chúng ta có một cái nội dung số 3, đấy là basics of portfolio planning and construction, tức là hoạch định cái lên kế hoạch cái danh mục đầu tư và xây dựng cái danh mục đầu tư. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái overview trước. Thì cái phần overview của các bạn là đây là portfolio perspective, tức là cái góc nhìn, cái perspective này mình sẽ là cái góc nhìn nhá, góc nhìn danh mục đầu tư. Khi mà người ta đánh giá danh mục cái việc đầu tư ấy, thì nếu nhìn từ cái góc nhìn của danh mục đầu tư thì người ta sẽ đánh giá, đây người ta ghi là evaluate investment based on the contribution to risk and return of the investor's overall portfolio, not in isolation. Tức là người ta sẽ đánh giá cái việc đầu tư ấy dựa trên cái contribution, tức là cái đóng góp của nó tới cái rủi ro và thu nhập chung của toàn bộ cái hoạt động đầu tư. Đấy. Not in isolation, chứ không phải là từng cái khoản mục đầu tư riêng lẻ. Đó. Thế cho nên là khi mà bạn là một cái nhà quản trị tài chính và bạn thực hiện một cái thương vụ đầu tư rất tốt, thì khi mà người ta đánh giá về cái công việc của bạn ấy, thì người ta sẽ không đánh giá đúng một cái dự án đầu tư rất tốt của các bạn, mà người ta sẽ đánh giá trên tổng thể toàn bộ các cái danh mục đầu tư mà bạn đã thực hiện cho công ty. Đó. Thì đối với cả cái đánh giá thì bạn nhớ là bao giờ người ta cũng đánh giá trên tổng thể portfolio. Adding a risky asset can actually reduce portfolio risk. Tức là khi bạn cộng thêm một tài sản nữa vào danh mục đầu tư, một tài sản rủi ro, thì đáng ra bạn nghĩ rằng là cái rủi ro của toàn bộ danh mục đầu tư ấy nó sẽ tăng lên đúng không? Tại vì rõ ràng là mình cộng thêm một cái rủi ro. Thế nhưng mà trên thực tế thì nó có thể, can actually, có thể trên thực tế là reduce the portfolio risk. Có thể là giảm được cái rủi ro chung của toàn bộ cái portfolio của doanh nghiệp. Vì sao? Bởi vì là nó có cái khái niệm tiếp theo về đa dạng hóa đầu tư, diversification. Diversification là đa dạng hóa đầu tư, và bạn đừng quên chữ này cho cô. Khi nói về portfolio and investment, luôn luôn nhớ cho cô cái chữ diversification, tức là đa dạng hóa. Tại vì là như lúc trước mình nói với nhau là khi bỏ trứng vào nhiều giỏ khác nhau thì cái rủi ro mà bị vỡ hết cả trứng ấy là ít hơn. Tại vì ví dụ một hòn đá nó rơi vào thì có thể nó rơi vào một giỏ trứng thôi, mình có ba giỏ trứng khác thì mình vẫn còn trứng đúng không? Thì khi mà mình minh họa như thế mình thấy rất là rõ. Thì việc quay trở lại là nếu như khi các bạn đầu tư vào bốn mã cổ phiếu khác nhau, thay vì là bạn chỉ đầu tư vào một mã cổ phiếu, thì cái khả năng mà bạn bị rủi ro do giá cổ phiếu nó giảm xuống ấy, thì nó sẽ giảm đi. Là bởi vì nếu một mã cổ phiếu của bạn giảm thì có thể rằng là ba mã cổ phiếu khác của bạn sẽ đang tăng giá. Đó. Thế thì vì thế cho nên là khi bạn thêm một cái tài sản vào trong danh mục đầu tư thì cái rủi ro của danh mục đầu tư thậm chí là nó giảm chứ nó không tăng theo mình nghĩ thông thường. Và
cái giảm hay tăng đấy thì nó thể hiện ở cái người ta gọi là diversification ratio, là tỷ lệ đa dạng hóa của danh mục đầu tư. Cái tỷ lệ đa dạng hóa của danh mục đầu tư ấy, thì nó được tính bằng thứ nhất ở trên tử số là standard deviation of portfolio return. Ở chỗ này thì có thể là mình chưa mình nhớ thì mình học rồi, nhưng mà có thể là không nhớ lắm. Cái nếu mà chưa nhớ thì các bạn nốt giúp cô. Cái standard deviation này thì chúng ta sẽ gọi nó là độ lệch chuẩn. Thực ra tiếng Anh của nó cũng y hệt như thế đấy. Deviation là lệch ra, standard là tiêu chuẩn, độ lệch chuẩn nhá. Các bạn cứ nốt vào, xong chúng ta sẽ cùng giải thích xem là độ lệch chuẩn nó là cái gì. Ký hiệu là sigma. Độ lệch chuẩn thì của toàn bộ danh mục đầu tư ấy, thì nó thể hiện cái rủi ro. Độ lệch chuẩn là thước đo của rủi ro. Cái này mình học chưa nhỉ? Các bạn đã học cái độ lệch chuẩn này chưa? Rồi cô ạ. Lúc trước thì khi mà chúng ta học môn định giá doanh nghiệp ấy, thì chắc là cô cũng đã nói về cái này rồi, nhưng mà mình cũng biết cách tính rồi đây, nhưng mà có lẽ là mình cũng không nhớ cho lắm, không nhớ nhiều. Độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư ấy, thì nó sẽ thể hiện rủi ro của cái danh mục đầu tư đó, và cái phía dưới nó là average standard deviation of returns on portfolio asset, tức là đây là trung bình độ lệch chuẩn, có chữ average, trung bình độ lệch chuẩn của các cái tài sản riêng biệt ở trong cái danh mục đầu tư của mình. Hay nói khác đi, ở dưới này nó sẽ là tổng của các rủi ro riêng biệt của các tài sản trong danh mục đầu tư đó. Thế thì cái này nó giống như là nó bằng cái tỷ lệ là A này chia cho B A1 này, A1 cộng với A2 cộng với A3, nếu như trong 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 cái danh mục đầu tư của cô giả định là có ba ba cái tài sản khác nhau đó, thì cái A này là A gộp này, còn dưới này là riêng rẽ là một, và đương nhiên cái A trên tử số ấy, thì nó sẽ nhỏ hơn cái tổng của ba cái A phía dưới, và khi cái tỷ lệ này mình tính ra ấy, nó càng nhỏ thì là cái tỷ lệ diversification của mình nó được càng tốt đó. Thế thì bây giờ mình sẽ xem tiếp. Ok, ở đây thì nó không nói về cái độ lệch chuẩn, thì chắc sau này tiệm nữa nó sẽ có đấy nhỉ, để cô xem lại nhé. Nếu không có thì mình sẽ nói lại, không sao cả. Cái slide này nó cũng hơi cũ rồi một chút. Ok, nếu không có thì mình sẽ nói lại nhé. Nhưng mà tạm thời cô và các bạn chấp nhận cái công thức ở đó đã, rồi mình sẽ làm cách tính cái công thức đấy sau, ở trong phần sau. Trong phần này thì nó là các cái tổ chức đầu tư theo danh mục. Nó giới thiệu cho các bạn các tổ chức đầu tư theo danh mục. Cô sẽ ghi nốt vào đây để có thể các bạn không quên. Các tổ chức đầu tư nhé. Portfolio. Institution. Investor. Đây là các tổ chức đầu tư theo danh mục. Đúng. Có rất nhiều các tổ chức đầu tư theo danh mục. Thì cái tổ chức đầu tiên mà đầu tư theo danh mục mà các bạn có ở đây là Pension Plan. Các bạn nên nốt chỗ này vào với cô, vì là nếu không về nhà về sau học nó quên mất đấy, là không hiểu cái chỗ này là đang nói về cái gì đấy. Thì có rất nhiều, tất nhiên là cá nhân thì cũng có thể là thực hiện đầu tư theo danh mục,
Nhưng mà tẹo nữa thì mình sẽ thấy rằng là cá nhân nó có cái nhược điểm rất rất quan trọng. Đấy là các bạn không có nhiều tiền, bản thân cô trò mình không có nhiều tiền. Kể cả sau này các bạn đi làm rồi, các bạn có thể có 10 tỷ trong tay, thì 10 tỷ mà để đa dạng hóa danh mục đầu tư vẫn là quá ít ỏi cho các bạn. Đấy, thế thì thường các cá nhân là không có nguồn lực tài chính lớn, cho nên họ rất khó có thể đầu tư theo danh mục đầu tư. Do đó khi mà chúng ta đang xét về cái đầu tư theo danh mục ở đây thì chúng ta sẽ xem xét các cái tổ chức đầu tư theo danh mục gọi là institution investor chứ không phải là private hoặc là individual investor. Đó. Individual investor tức là các cái nhà đầu tư cá nhân. Đó thì bây giờ cái tổ chức mà đầu tư theo danh mục đầu tiên đó là pension plans, là quỹ lương hưu, kế hoạch lương hưu cũng được, nhưng mà thường người ta sẽ dịch là các quỹ lương hưu. Thế thì trong pension plan ấy, thì nó có cái khái niệm gọi là defined contribution plan, tức là cái quỹ lương hưu mà đóng góp gọi là theo cái chính sách xác định. Đặc điểm của cái quỹ lương hưu này ấy, là nó không có sự đảm bảo về future payment, tức là không có sự đảm bảo về cái thu nhập trong tương lai của nhà đầu tư người góp vốn vào đây ấy. Và số 2 là individual bear risk and make decision, tức là các cái cá nhân mà tham gia cái pension plan này thì họ sẽ phải tự chịu rủi ro và sẽ tự thực hiện các cái quyết định đó. Thế thì cụ thể là như thế nào? Cái này nó khác với cả cái gọi là cái bảo hiểm xã hội của mình. Thì ở Việt Nam á, bảo hiểm xã hội là mình sẽ đóng theo tỷ lệ. Cái bảo hiểm xã hội nó gồm có hai phần, một phần là chủ doanh nghiệp đóng và một phần là cá nhân đóng. Sau đó thì họ góp vào trong cái quỹ gọi là quỹ bảo hiểm. Thì khi mà quỹ bảo hiểm đóng xong đủ thời gian là 20 năm thì giả định như bạn về hưu thì người ta sẽ cho các bạn hưởng lợi cái tiền lương hưu từ cái phần mà bạn và doanh nghiệp của bạn đã đóng góp ở trong quá khứ. Thế thì đấy là cái khái niệm mang tính chất gọi là xã hội và nó không 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 nhìn thấy cái hoạt động đầu tư ở đó. Tuy nhiên thì cái pension plans thông thường ở các nước phát triển ý, thì nhiều nhiều phần là nó ở cái dạng là một cái dạng đầu tư. Thì cái defined contribution plan là nó không hề đảm bảo cho cái chi trả lương hưu hay là chi trả đủ hưởng lợi về các cái khoản mà bạn đã đầu tư trong ngày hôm nay, trong tương lai, tức là không sẽ không không chắc chắn. Cho nên là nếu như mà bạn bạn gì nhỉ, bạn đưa tiền vào cái quỹ lương hưu về căn bản thì bạn sẽ có lương hưu hay là có cái phần hưởng lợi sau này. Thế tuy nhiên thì trong trường hợp mà cái hoạt động đầu tư nó có rủi ro ấy, thì cá nhân những cái người mà đóng góp tiền vào cái pension plans này họ sẽ phải chịu tự chịu trách nhiệm. Cho nên chỗ này nó ghi là individual bears risk, đấy, tức là tự chịu rủi ro và tự quyết định xem là mình sẽ thực hiện đầu tư như thế nào bằng cách là vote thông qua cái quỹ đầu tư đấy. Thì xin lỗi, thông qua cái quỹ lương hưu đó. Thế thì đây là cái đặc điểm của cái quỹ lương hưu. Cái đặc điểm đầu tiên ấy, defined benefit plan là sorry các bạn, cái loại số 2, đây là cái loại số 1. Cái loại số 2 người ta gọi là benefit plan, tức là cái quỹ đầu tiên ấy là nó xác định cho các bạn về cái phần đóng góp thôi. Còn cái quỹ số 2 là nó xác định cho các bạn về cái phần hưởng lợi. Thì đối với cả cái quỹ số 2 ấy, thì cái obligation for future payment, tức là cái này là khi bạn đóng tiền vào cái quỹ lương hưu thì chắc chắn là bạn sẽ nhận được cái phần hưởng lợi về sau. Đấy. Phần hưởng lợi về sau tức là cái phần lương hưu. Chỉ có là cái lương hưu đấy thì nó dài, nó nhiều hay nó ít thì có thể nó còn tùy thuộc vào cái kết quả đầu tư của cái quỹ này. Nhưng mà thông thường thì người ta sẽ có một cái mức tối thiểu để chắc chắn là bạn được nhận được cái từng đấy. Sau đó thì
bạn sẽ có thể cộng thêm nếu mà tình hình đầu tư của cái quỹ đấy nó tốt tốt hơn. Đó. Thế thì đấy là cái quỹ mà người ta hay sử dụng, tại vì rõ ràng là trong cái quỹ đầu tiên ấy, là mục tiêu của lương hưu là gì, là tôi muốn có lương hưu khi về già. Thế nhưng mà ở cái quỹ đầu tiên, kiểu quỹ đầu tiên là người ta không có đảm bảo cho bạn cái gì hết, cho nên đa phần thì người ta sẽ nhảy vào, người ta sẽ tham gia cái quỹ số 2 này là Defined Benefit Plans. Thì vì thế cho nên là ở phía dưới này là các cái đặc điểm của cái việc đầu tư của cái Defined Benefit Pension Plans này. Tức là sau khi mà có tiền của các bạn thì quỹ đầu tư để họ làm gì? Thì họ sẽ mang đi đầu tư đúng không? Đầu tư các cổ phiếu ở trên thị trường. Thì cái đặc trưng của cái việc đầu tư của pension plan ấy là thứ nhất là thời gian đầu tư. Thông thường là nhắm vào thời gian đầu tư dài, các cái cổ phiếu mình đầu tư và mình giữ dài hạn. Ok. Đó thì tại sao? Tại vì là khi mà các cái người cá nhân người ta tham gia, người ta đóng tiền ấy, thì bạn nhìn thấy một cái chuỗi tiền rất là đều đặn mà người ta sẽ đóng hàng năm đúng không? Và bạn có tổng số những cái người mà đã tham gia quỹ, cho nên là bạn nhìn thấy là tổng cái số tiền hàng năm của quỹ khá là đều đặn. Và bạn cũng biết là bao nhiêu lâu cái ông mà đang đóng tiền cho bạn thì ông ấy sẽ về hưu và bạn sẽ phải trả cho ông ấy cái lương hưu. Đó, cho nên tóm lại là tất cả các thứ này đều plan, được plan rất là tốt về mặt dòng tiền. Do đó mà người ta hoàn toàn có điều kiện là sẽ đầu tư được các cái khoản đầu tư mang tính chất dài hạn. Dài hạn thì nó sẽ có ưu điểm là cái return ấy của nó, tức là cái sinh lời của nó sẽ tốt hơn là cái ngắn hạn. Cho nên nếu có điều kiện dài hạn thì thông thường là các cái nhà đầu tư người ta sẽ đầu tư dài hạn. Thứ hai là risk tolerance, là cái mức độ chịu đựng rủi ro của cái quỹ này cũng có thể là cao, bởi vì là cái tiền này của mình cũng ổn định trong dài hạn, cho nên là mình cũng có thể đầu tư các loại mà rủi ro tương đối một chút, đổi lại là mình sẽ có các cái return nó tốt hơn. Income needs là nhu cầu về cái dòng tiền ấy, thu nhập ấy, để trả cho những cái người tham gia pension plan. Thì cái này nó sẽ tùy thuộc vào cái age on beneficiaries. Beneficiaries là người hưởng lợi. Thì đây là tuổi của người hưởng lợi đó, tức là nó cũng nằm ở trong cái plan của cái dòng tiền là anh ta đóng thế này xong rồi 20 năm sau là anh ta bắt đầu hưởng lợi. Tiếp nữa là liquidity needs, tức là nhu cầu về tính thanh khoản, tức là phải thanh toán cái tiền cho các cái ông tham gia vào pension plan. Thì thông thường cái nhu cầu này là thấp, là bởi vì một cái người người ta sẽ phải đóng cái pension plan nó khá là dài, sau đó người ta mới bắt đầu hưởng. Và ngoài ra thì cái này nó theo kế hoạch, cho nên là nhìn chung thì không có gọi là nhu cầu về tính thanh khoản đột xuất. Cho nên là ở chỗ này người ta có là liquidity needs low. Cái chỗ này nha, các bạn cũng lưu ý là khi chúng ta nói về từng cái individual institution investor này thì mình thấy là khá dễ khi nói về các đặc điểm này. Nhưng mà đảo nước Mỹ mình có khoảng 7-8 cái nhà đầu tư khác nhau thì việc mà phân biệt và so sánh ấy, thì lại tương đối là khó khăn. Nhưng mà và cái quan trọng là khi mà mình thi ấy, thì người ta lại cứ hay hỏi là à thế đặc điểm của cái dạng investor này, đặc điểm đầu tư của nó là gì, long hay là high rồi hay gì gì vân vân á, thì bạn lại phải nhớ để mà phân biệt giữa các cái thằng nó với nhau đó. Thì đấy là cái phần đầu tiên, cái loại đầu tiên. Bây giờ mình sẽ sang cái loại số 2 là endowments. Endowments này là các cái quỹ đầu tư của các trường đại học ấy. Thì các bạn cũng có thể nốt vào bên cạnh giúp cô. Endowments ở Việt Nam nó cũng tương đối là không phổ biến đúng không? Thì tại vì là các cái thị trường chứng khoán hay là thị trường tài chính Việt Nam nó chưa phát triển. Cho nên là bảo các trường đại học mà cũng tham gia có một cái quỹ gọi là quỹ đầu tư sinh lời trên thị trường chứng khoán là không có. Và ngoài ra thì cái hình ảnh của việc là trường đại học là cái tổ chức phi lợi nhuận ấy, thì người ta cũng làm cho cái việc mà tồn tại cái quỹ đầu tư trong trường đại học ấy là nó không hợp với hình ảnh của một cái tổ chức phi lợi nhuận. Nhưng trên thực tế thì hoạt động này hoàn toàn là liên quan đến hoạt động phi lợi nhuận bình thường, tại vì nó độc lập mà.
Thế thì cái endowments hoạt động như thế nào? Cái mục tiêu của endowments là provide ongoing financial support to students. Đó, tức là sẽ cái tài chính cho các cái sinh viên. Thì bạn biết rằng là ở nước ngoài, ở các nước phương Tây ấy, thì khi mà bạn 17 tuổi, 18 tuổi thì khi đủ tuổi công dân rồi thì thông thường là bố mẹ mình sẽ không nuôi mình nữa. Tức là bố mẹ mình sẽ nuôi mình từ 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 nhỏ cho đến khi mà mình hết tuổi vị thành niên. Khi thành niên rồi thì là khi tóm lại khi là mình làm công dân rồi thì mình phải tự kiếm tiền chứ, tại vì mình lớn rồi mà. Thì 18 tuổi là người ta sẽ thông thường các bạn bắt đầu đi học đại học và không sống cùng với gia đình nữa. Ít khi sống cùng với gia đình, các bạn có thể thuê nhà ra ở riêng này. Sau đó thì các bạn sẽ tự hoạch định cái cuộc sống của mình. Đó, các bạn có thể đi học, các bạn có thể đi làm. Các bạn có thể gọi là tự manage cái các cái hoạt động chi tiêu của mình. Ở Việt Nam thì khác, ở Việt Nam thì là cứ khi nào bạn còn đi học thì bố mẹ sẽ hỗ trợ tiền nong cho các bạn, bởi vì là khi đi học thì các bạn cũng không có nhiều thời gian để đi làm. Đó. Thì nó là khác, và thậm chí là sau khi bạn mà đi nếu như mà nhà bạn ở Hà Nội, kể cả sau này bạn đi làm mà bạn chưa lấy chồng hay chưa lấy vợ thì bạn vẫn cứ ở cùng với bố mẹ và vẫn được bố mẹ support như bình thường. Đấy. Thế nhưng mà ở nước ngoài thì bạn hình dung là điều đấy là gần như là không có. Đương nhiên gia đình nào mà họ có điều kiện ấy thì họ sẽ trả tiền cho các bạn đi học đại học, nhưng bạn vẫn ra ngoài mà sống. Nhưng mà nếu mà gia đình mình bình thường ấy thì là thông thường thì họ sẽ không trả tiền cho mình và mình sẽ tự đi kiếm tiền để mình đi học. Thế thì vì thế cho nên là ở các trường đại học ấy bao giờ nó có một cái quỹ tài chính để cho các bạn vay. Tại vì không không phải ai cũng được học bổng, đúng không? Cái số học bổng nó cũng ít thôi. Thì họ sẽ cho bạn vay tiền để bạn đi học. Và khi mà bạn vay tiền thì bạn có thể vay hết cái thời gian bạn đi học, sau đó đi ra trường, bạn có đi làm, bạn có kinh phí rồi, tức là bạn có thu nhập rồi, thì bạn sẽ trả lại tiền cho cái quỹ này thôi. Thì hoặc là trong quá trình bạn đi học này này thì bạn cũng vừa đi học vừa đi làm, tóm lại là như thế. Nhưng mà cái quỹ này nó rất là quan trọng, quỹ endowments này nó rất quan trọng đối với việc hỗ trợ tài chính cho sinh viên đó. Thế thì cái quỹ này được hình thành như thế nào? Thì thông thường ban đầu ấy là nó sẽ có, ví dụ như là trường nó sẽ dành ra một cái cục tiền để đưa vào cái quỹ này, và quỹ này thì có trách nhiệm là gọi là bảo toàn và sinh lời cái số tiền trong đó. Đương nhiên là dành cho cái mục đích hỗ trợ tài chính cho sinh viên thôi. Thế thì bởi vì là phải bảo tồn và sinh lời, bảo tồn là nó không mất đi, nhưng mà nếu như mà không mất đi không thì bản thân lạm phát cũng làm giảm giá trị rồi. Cho nên là người ta sẽ phải sinh lời nó, và nó dẫn tới là cái số tiền ở trong cái quỹ này người ta mang ra để đầu tư chứng khoán như bình thường. Đương nhiên là cái dạng đầu tư nó sẽ có những cái đặc trưng đó. Thế sau đó thì cái số tiền mà nếu tăng được lên ở trong cái quỹ này thì đương nhiên là càng nhiều sinh viên sẽ được hỗ trợ, và cái này thường là nó hoạt động rất là minh bạch luôn, cho nên là cũng yên tâm là không có cái ông nào mà cứ biển thủ cái số tiền như thế đó. Thế thì cái việc đầu tư của các cái quỹ endowments ở các trường đại học ấy thì đặc trưng của nó là, thứ nhất là time horizon, tức là cái thời gian của các cái tài sản đầu tư ấy thì thường là dài, tại vì là cái quỹ này thì thông thường nó cũng sẽ ổn định về mặt kế hoạch, đúng không? Thứ hai là risk tolerance, mình cũng có thể chọn các cái chứng khoán mà có rủi ro cao ấy thì nó sẽ có sinh lời cao. Income risk cũng là thấp thôi, cũng giống như trường hợp trước là thường nó có một cái plan nhất định, và không phải ai cũng được vay, đúng không? Tức là bạn đến vay, sinh viên đến vay là nó cũng phải có các cái điều kiện nhất định. Và cuối cùng là liquidity risk cũng tương tự như vậy, là lâu. Đó. Thì đây là cái số liệu nó tương đối cũ rồi, nhưng mà bạn cũng có thể nhìn thấy cái quy mô của các cái quỹ endowment ở các trường đại học nước ngoài. Phía bên tay trái của các bạn là tên của các trường gọi là số 1 ở Mỹ, đúng không? Harvard, Yale này, hay là University of Texas System, hay là Princeton, hay là Stanford. Đấy, hoặc là MIT, Massachusetts Institute of Technology. Tóm lại là mình mà được vào một số các trường này, một trong những cái trường này thì gọi là vênh mặt lên trời rồi đây, đúng không? Đều là những cái trường top top của Mỹ cũng như là của thế giới.
Đó. Thì trước đây cô có một cái bạn ấy, bạn học gọi là bạn ấy đã được chấp nhận vào làm PhD của một cái trường, trường cô học là trường ở Anh gọi là Leeds, University of Leeds, tức là trường đại học tổng hợp Leeds, nó cũng là một cái trường rất là tốt ở Anh luôn. Thế nhưng sau đấy thì bạn ấy được nhận vào học master ở Harvard, không được nhận vào làm PhD đâu nhé, được nhận vào làm PhD là cũng khó rồi, là rất rất khó rồi, nhưng mà được nhận vào cái master là cũng đã khó lắm rồi ấy. Thế thì là bạn ấy đã học một cái bằng master ở Anh rồi, thế nhưng mà bạn ấy sẵn sàng bỏ cái post là PhD candidate ở cái trường ở Anh, và bạn sang đây bạn học lại cái master ở Harvard University, bởi vì cái ước mơ của bạn ấy là được học Harvard đó. Và ngoài ra ấy, thì ở Harvard lúc đấy bạn ấy xin sang là hoàn toàn không có hỗ trợ gì về tiền nong gì hết, nhưng mà chắc là bạn ấy vẫn kiểu gọi là cái ước mơ to lớn quá, cho nên quyết định là bỏ tất cả và đi theo tiếng gọi của Harvard Uni. Đấy, thì bạn sẽ thấy là cái endowment, tổng giá trị của cái quỹ đầu tư của Harvard Uni là cao nhất thế giới. Là bạn thấy gần như là vào trường rất ít khi có học bổng, gần gần như là không có học bổng, và sinh viên đều phải vay nợ hết hoặc là tự bỏ tiền ra. Thì bạn sẽ nhìn thấy ví dụ như là năm 2005 và 2011, chẳng hạn 2011, thì cái giá trị của quỹ này là 31.000 triệu đô. 31.000 triệu đô. Thế thì bạn nhân thêm 20.000 đi để tính ra Việt Nam đồng ấy, thì nó sẽ là 600.000 đâu hơn 600 triệu tỷ đồng. 600 triệu tỷ đồng, các bạn thấy kinh không ạ? Đó, thì đấy là cái quỹ đầu tư của Harvard University. Đó, các cái trường khác thì nó có thể thấp hơn, nhưng mà đấy là từ năm 2011. Đó, thì cái quỹ này cực kỳ lớn luôn. Và tại vì là cái khả năng sinh lời của các cái quỹ này có thể là lớn, cho nên là nó vẫn tăng cái quy mô của nó hàng năm lên. Đây là cái danh mục đầu tư của các cái endowment này này. Đó, thì các bạn xem họ đầu tư bằng vào cái gì nhé. Simple portfolio thì cái investment return. Simple portfolio thì bạn thấy là đây, tức là 60% stock và 40% bond là cái mức đầu tư, cái mức thu nhập cao nhất từ simple portfolio, sau đó đến large endowments, medium endowments và small endowments. Đó, tức là cái mức sinh lời của các cái loại đầu tư ấy, các cái loại đầu tư, thì bạn thấy rằng là chẳng hạn như cứ nhìn vào cái thời hạn của một năm đi, thì bạn sẽ thấy là large endowment là những cái quỹ, cái endowments, các cái quỹ đầu tư trường đại học loại lớn ấy, là thu được cái mức sinh lời khoảng 20% một năm. Đấy là tính một năm nhé. Còn medium endowment thì cái mức sinh lời của nó giảm đi một tí này. Đó. Và small endowments thì nó cũng giảm đi một chút nữa. Thì thông thường khi các bạn đầu tư, thông cho bản thân mình cũng thế nhé. Thông thường thì nếu như mà các bạn đầu tư mà có tiền lớn ấy, cái tiền vốn của mình lớn, thì khả năng sinh lời của mình nó sẽ cao hơn. Đó. Đấy là cái loại số 2 nhé các bạn nhé. Cô sẽ đánh số thì các bạn nhìn cho rõ. Cho đến đoạn này thì có vấn đề gì không các bạn ơi? Có dễ hiểu không? Alo? Đấy Ơi, có nghe rõ không? ạ. Có dễ hiểu không? Tại vì cô nên là em thấy Sao? kiểu vì cái này nó không có ở Việt Nam. À, tức là tại vì khó hình dung hơn đúng không? Vâng. Ok, thì toàn bộ cái phần này là nó sẽ hơi khó hình dung nhé các bạn nhé, so với cả cái phần trước, tại vì là
nó cái hoạt động đầu tư ở Việt Nam nó hơi nó cũng gọi là đơn giản đấy, đơn giản, cho nên là những cái mà gọi là khó khó phức tạp, những cái nghiệp vụ khó và phức tạp thì ở Việt Nam là không không có. Thì các bạn cố gắng hình dung đấy. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng đã giống giống hơn nhiều rồi đấy, so với cả trước đây. Bây giờ các bạn nhìn cho cô một cái nữa là cái insurance company. Insurance company là các công ty bảo hiểm, thì đây cũng là một cái tổ chức đầu tư theo danh mục. Thì đặc điểm của insurance company nó có hai loại, nó gọi là property casualty, and life. Property casualty là PNC, nó là bảo hiểm và tài sản. Cô trả lại cái từ casualty, chính xác nữa là casual và casualty. Đó, đỡ cô cho nha. Casualty, casualty. Okay. Cái bảo hiểm mà casualty là nó là một cái người mà bị thương hoặc là bị tai nạn nè. Property casualty thì chắc ở ở khái niệm này nó không phải là người bị thương bị tai nạn, mà nó là một cái tài sản gọi là bị PLC, tức là chắc là tài sản bị nó gọi là bị hỏng hóc, mất mát ấy, kiểu thế. Thế còn cái life này là đời, cuộc sống đúng không? Cho nên là đây chính là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm nhân thọ. Ok. Thì cái thông thường bảo hiểm nhân thọ ấy thì là cái thời gian nó sẽ là dài. Ví dụ như bạn mua một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, cô mua một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho cô này, thì nhân thọ có nghĩa là bảo hiểm trên sinh mạng, mà có nghĩa là ví dụ sau này mình bị rủi ro là mất đi, thì khi mà mình mất đi ấy, thì mình sẽ được một cái số bảo hiểm rất là lớn, và sau đấy thì cái người hưởng lợi ví dụ có thể là con mình, có thể là chồng mình, có thể là bạn mình, vân vân. Đấy thì thường là bảo hiểm nhân thọ nó sẽ liên quan tới cái sự bảo vệ cho những người thân của mình ấy khi mà mình bị mất đi. Đó. Thì bây giờ cái bảo hiểm nhân thọ nó khá là phổ biến, bởi vì là cái rủi ro nó càng ngày càng nhiều. Dịch bệnh thì càng ngày càng nhiều. Trước đây thì có dịch SARS, bây giờ thì lại COVID đúng không? Rồi tai nạn thì đùng một phát là lại nổ một cái máy bay. Thế là mình cũng không biết là khi nào mà mình đi, mà ví dụ như là đang còn có con nhỏ, hay là con chưa trưởng thành, là chưa chưa gọi là chưa kiếm tiền được, có thể lớn rồi nhưng mà chưa kiếm tiền được, thì mình sẽ rất là yên tâm khi kiểu có một cái khoản tiền cho những cái người thân để người ta sống tiếp cái cuộc sống nó không có khó khăn quá. Đó thì cái bảo hiểm nhân thọ thường là vì thế, cho nên ví dụ như người ta sẽ quy định là mình cứ đóng mãi cho đến khi mà đến khoảng 20 năm sau thì người ta bắt đầu tính cái thời gian hưởng lợi, hoặc là cứ đóng mãi cho đến khi mình có bị rủi ro về sinh mạng thì là mình sẽ dừng đóng. Đấy thì bạn hình dung là cái thời gian đóng rất là dài luôn. Thì cái bảo hiểm life insurance hiện nay ở Việt Nam cực kỳ là phát triển, bởi vì cái rủi ro ngày càng nhiều. Và hôm trước thì cũng có một cái công ty bảo hiểm của quân đội ấy, họ muốn vào học viện, sau đó định là gọi là một phần là giới thiệu cái dịch vụ bảo hiểm cho các bạn sinh viên, còn một phần ấy thì là cũng gọi là tuyển các bạn làm cộng tác viên, tức là bán bảo hiểm ấy. Thì tại vì là người ta nghĩ rằng là khi mà làm cái bảo hiểm nhân thọ này thì ít ra nếu như bạn là cộng tác viên thì bạn sẽ có thể bán được bảo hiểm cho bố mẹ bạn này,
rồi là anh chị bạn, nếu anh chị bạn lớn rồi này, lớn và đi làm rồi này, rồi là cô dì chú bác nhà bạn, tóm lại là bạn là một cái point, và từ cái point đấy là bạn có một cái vòng lan tỏa của bạn đấy. Thế thì vì thế cho nên là đối với cả các sinh viên cũng thế, người ta rất welcome, tại vì là khi mà bạn tham gia thì gần như cái phí, cái tiền lương của bạn ấy, cái tiền lương mà hỗ trợ bình thường là rất là ít, và chủ yếu là bạn dựa trên cái doanh thu mà bạn thu được từ các hợp đồng bảo hiểm đấy, thì bạn là hình dung là như thế. Cho nên là họ cũng muốn vào học viện để họ huy động các bạn, nhưng mà sau đấy thì cô cũng có nói chuyện với cô, bảo là ok thì cũng được thôi, nhưng mà thì họ muốn tổ chức một cái kiểu như là conference để giới thiệu là dịch vụ bảo hiểm như thế và cơ hội làm việc như thế. Thì cô có nói với họ rằng là ok thì khoa sẽ hỗ trợ, nhưng mà cô cũng nói rõ là các cái hoạt động này thì thường là giao cho cô sinh viên, và khi mà câu lạc bộ sinh viên làm thì cô cũng nói luôn là nó có thể có phát sinh nhỏ nhỏ, là tại vì các bạn sinh viên làm thì đương nhiên cô cũng muốn là các bạn cũng sẽ có một số các cái hỗ trợ nhỏ về mặt tài chính, tại vì là mình cũng bỏ công sức ra mình làm, đúng không, mình làm sự kiện này, rồi là mình cũng phải chạy các cái chương trình PR, đúng không, thì tóm lại là nó có thể là không mất nhiều về tài chính nhưng mà mất nhiều về công sức. Thì cô muốn là họ hỗ trợ cho các bạn sinh viên một cái khoản tài chính nho nhỏ để bạn thực hiện cái event đấy, và cô muốn là cái điều đấy nó cũng trở thành chuyên nghiệp, là bởi vì sau này khi mà câu lạc bộ sinh viên đứng ra làm những cái việc như thế thì vì mình có thù lao để làm cái việc đấy, cho nên mình sẽ phải chuyên nghiệp hơn, mình không thể làm theo kiểu là bình thường là hỗ trợ họ được, tức là hỗ trợ không, đương nhiên là mình làm là mình đã hỗ trợ rồi, nhưng mà nó có cái thù lao thì bạn sẽ nhìn nhận một cách chuyên nghiệp hơn á. Thế nhưng sau đấy thì là họ cũng cứ hỏi là thế bao nhiêu tiền là vừa đấy, cô bảo không, cái này thì sẽ nói chuyện với các bạn sinh viên thôi, nhưng nhìn chung thì nó cũng không nhiều. Thế là xong là họ cũng đi luôn. Tức là sau đấy thì là cũng bàn bạc và họ chắc là nghĩ là, cô nghĩ là cũng không muốn hỗ trợ cái khoản phí đấy. Thế thì cô nghĩ là với các cái hoạt động, trừ những cái hoạt động mà gọi là thực sự là gọi là benefit một cách gọi là full benefit cho sinh viên ấy, thì khoa và các bạn sinh viên sẽ hỗ trợ làm, còn những cái hoạt động đấy là rõ ràng họ rất là có lợi ấy, và mình thì cũng có lợi, mình cũng có lợi chứ, nhưng mà mình sẽ có lợi cái phần nó cũng vừa phải hơn so với họ, thì mình sẽ cân đối cái vụ đấy. Thế nhưng mà có nhiều công ty thì họ rất là rõ ràng, tức là hỗ trợ như thế, nhưng mà riêng cái MB đấy thì cô không rõ, là họ tương đối là không không rõ ràng trong cái việc đấy. Ngoài ra ấy thì lần trước là cũng có một bạn bạn ấy cũng muốn là gọi là tuyển sinh viên để tham gia cái chương trình đại đại sứ thương hiệu của MB ấy. Tức là không tuyển bên kinh tế đâu, tuyển bên kỹ thuật, thì cũng contact với cô. Thế nhưng mà cô đọc cái điều khoản của cái thương hiệu, của cái chương trình thương hiệu đại sứ thương hiệu của họ thì chả thấy quyền lợi của sinh viên đâu cả. Có nghĩa là đại sứ thương hiệu nghe tên rất kinh, và tuyển các bạn sinh viên làm đại sứ, xong rồi nhiệm vụ của các bạn sinh viên đấy là phải tổ chức các cái event, xong rồi giống như quảng cáo cho họ ấy, quảng cáo xong xong rồi là hỏi là thế quyền lợi, cô hỏi là thế quyền lợi sinh viên là gì, tại vì lúc nào mình đứng ở góc độ sinh viên là mình phải xem là sinh viên có quyền lợi thì mình mới ủng hộ chuyện như vậy. Thì họ bảo là quyền lợi của sinh viên là được tham gia cái chương trình đấy, có nghĩa là khi bạn tham gia bạn được lớn lên ấy, nó chỉ có thế thôi đấy. Thế xong rồi là được tham gia training về về cái khả năng gọi là truyền đạt cái sự kiện đấy để thuyết phục cái người khác tham gia và tổ chức đấy. Thế thì đương nhiên là nó cũng có một cái benefit nhỏ nhỏ ở đấy, tại vì khi bạn tham gia các sự kiện như thế thì bạn cũng người lớn lên thật, bạn trưởng thành lên. Nhưng mà cái mình nhìn cái cân đối về benefit của hai bên thì rõ ràng là benefit phần lớn nằm ở phía doanh nghiệp chứ không phải nằm ở phía sinh viên. Đó, thà rằng là ví dụ như họ sẽ có những cái học bổng nhất định cho các bạn sinh viên tham gia đại sứ thương hiệu, hoặc là họ sẽ có những cái cam kết nhất định về mặt tuyển dụng,
Nhưng mà không, chẳng có cái cam kết gì cả. Và họ chỉ nói là thì được tham gia các cái training như thế và được tham gia làm đại sứ của cái thương hiệu đó, thế thôi. Đó, thế thì cái đấy cô thấy là nó cũng không có không không có happy cho lắm. Thế thế thì thêm một cái nữa cũng là của MB, là họ hứa là mỗi đại loại là họ muốn làm mỗi sinh viên sẽ làm cái tài khoản của MB. Sau đấy thì họ hứa là sẽ cho mỗi sinh viên 50.000 vào cái tài khoản đấy. Xong rồi bạn sẽ tóm lại là dùng cái tài khoản đấy và có 50.000 trong đấy. Nhưng mà xong thì bên học viện cũng nói rằng là không, bây giờ là đừng hứa mà chuyển trước tiền đi. Ví dụ định làm bao nhiêu tài khoản, 100 tài khoản hay là 1.000 tài khoản, thì chuyển cái 50.000 nhân với 1.000 tài khoản đấy vào vào đã, để tôi giữ cái tiền, sau đó thì tôi mới gọi là nói sinh viên mở tài khoản. Chứ bây giờ không chơi việc là anh cứ hứa xong rồi là sinh viên của tôi mở tài khoản xong rồi là anh lại không rót tiền vào như đã hứa. Thế thì rõ ràng là thiệt sinh viên của mình không? Tại vì rõ ràng là tự nhiên sinh viên lại mất công mở cái tài khoản mà cũng bình thường đã có tài khoản rồi. Thế thì sau đấy cô lại cũng thấy họ đi luôn, một đi không trở lại. Tức là cũng không thấy thực hiện cái lời hứa đấy luôn. Tức là tóm lại là thành ra cũng 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 rất là phải cân nhắc trong các cái gọi là hứa hẹn của các cái doanh nghiệp đó, và lúc nào cũng phải nhìn vào cái quyền lợi của các sinh viên. Rõ ràng chỗ này thì là mình đều làm về sinh viên hết chứ không không có liên quan gì tới khoa cả. Thế nhưng mà thường các doanh nghiệp họ rất là khôn đấy. Nhưng đương nhiên là có những cái doanh nghiệp mà họ muốn làm ăn lâu dài thì họ muốn hợp tác lâu dài thì bao giờ họ cũng phải cân đối giữa cái lợi ích của sinh viên và cái lợi ích của doanh nghiệp. Nó tắt mic rồi ạ. Ok, cô quên mất là cô ở tắt mic xong. Đấy thì quay trở lại cái slide của mình nhé. Là cái loại thứ hai là PNC Insurance Company, thì bạn biết là cái thời gian đóng bảo hiểm nó ngắn. Nó khác với cả cái Life Insurance Company. Tại vì là cái ví dụ như bạn mua bảo hiểm thân vào ô tô nhá, thì bạn sẽ mua một năm một đấy, ít khi người ta mua nhiều năm một lắm, một năm một, và nó sẽ tùy vào từng cái trường hợp tài sản, người ta sẽ xác định được cái phí bảo hiểm bạn đóng trong cái năm đó. Đó thì tóm lại là khi mà bạn hoạt động với dưới dạng là một cái life insurance company thì cái dòng tiền của bạn là dài hơi và ổn định. Còn đối với cả cái PNC Insurance Company thì cái dòng tiền của bạn là thường nó ngắn hạn hơn. Tại vì nhỡ năm nay bạn mua bảo hiểm thân vỏ của công ty này nhưng mà năm sau bạn lại mua công ty khác thì sao? Thì làm sao người ta xác định được cái dòng tiền dài hơi được, đúng không? Thế thì cái này nó sẽ ảnh hưởng tới đặc điểm đầu tư của các cái insurance company. Thì cái đầu tiên ấy là cái time horizon. Đấy, thì bạn sẽ thấy rằng là cái time horizon thì đối với cả cái life insurance company thì cái thời gian đầu tư nó sẽ thường là dài, long for life. Thế còn short for PNC đúng không? Tức là cái thời gian đầu tư của cái công ty gì đấy, các cái thời hạn của cái tài sản đấy, đầu tư ấy, thường là sẽ phải ngắn hơn. Thứ hai là risk tolerance là thấp, cái khả năng chịu đựng rủi ro là thấp. Thứ ba là income risk là thấp. Tức là tóm lại là nó về cái kế hoạch chi trả cũng tương đối là rõ ràng và có kế hoạch. Tiếp nữa là liquidity needs thì hai,
Cái này nó tùy thuộc vào cái mức gọi là cái gì nhỉ, cái nhu cầu về chi trả tiền do cái rủi ro xảy ra. Thì có thể là đối với, chẳng hạn đối với cả life insurance, các bạn thấy là đôi khi nhá, là năm nay bạn mới tham gia cái life insurance đóng tiền được 3 năm thôi, là mỗi năm 10 triệu chẳng hạn, 3 năm bạn mới đóng 3 năm, nhưng mà nếu giả định rủi ro xảy ra thì bạn có thể được 500 triệu. Đấy, thì cái số tiền 500 triệu là rất nhiều chứ đúng không? Thế so với lại cái số gọi là premium, cái số tiền mà bình thường các bạn trả. Đấy, cho nên là cái liquidity needs ở đây là nó ghi là 2. Đấy là cái loại số 3. Cái loại số 4 là ngân hàng đầu tư, là các ngân hàng đi đầu tư ấy. Thì ngân hàng đây các bạn sẽ nghĩ cho cô đến ngân hàng thương mại nhé. Và ngân hàng thương mại thì một cái đặc trưng của nó ấy là nó hoạt động trong lĩnh vực tín dụng ngắn hạn, đúng không? Bạn nhớ không? Tức là lúc hồi xưa mình học, cô nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là cái ngân hàng ấy là nó sẽ hoạt động trong lĩnh vực tín dụng ngắn hạn, và thường nó sẽ huy động các cái khoản tiền nho nhỏ xong rồi cho vay các khoản tiền lớn. Đó, thế thì đối với cả ngân hàng, người ta ghi ở đây là loans are assets reserve invested primarily in fixed income and money market security. Tức là các cái tài sản của nó chính là các khoản tiền gửi. Ok, loans are assets là thế. Và excess reserve là các cái khoản mà dự trữ quá mức ấy. Đấy. Tại sao? Tại vì là cái ngân hàng đi vay để cho vay mà. Cho nên là phần lớn cái phần tài sản nó sẽ dùng để cho vay các cái cá nhân và tổ chức, thì chỉ có cái phần mà dự trữ còn lại ta mới dùng để đầu tư nhá. Ngân hàng cấm có dùng phần lớn cái tiền để đầu tư, đấy là cấm đấy theo luật định, thì người ta chỉ dùng cái excess reserve thôi, tức là cái tiền tạm thời nhàn rỗi để gọi là dự trữ quá mức ấy, để chúng ta đầu tư. Và khi đầu tư thì người ta chỉ đầu tư phần lớn vào hai dạng. Thứ nhất là fixed income, tức là các cái gọi là gì, gọi là chứng khoán có thu nhập cố định, hay nói khác đi là các loại chứng khoán nợ. Và money market security là các cái chứng khoán trên thị trường tiền tệ. Tóm lại là mấy cái này là cái mà thường nó ngắn hạn hơn là cái cổ phiếu ấy. Đó. Đấy, hai loại này là chủ yếu. Thì cái đặc điểm đầu tư của nó, thứ nhất là time horizon là ngắn. Ngắn thì bạn biết rồi, risk tolerance low, mức độ chịu đựng rủi ro thấp thôi. Bản thân cái này nó chỉ có một chút tiền thôi mà. Income needs, họ cần must pay interest on deposit, tức là phải trả lãi cho các cái dùng tiền đó để trả lãi cho các cái khoản mà ngân hàng đi vay, là liquidity needs là ngay, tức là tại vì ngắn hạn mà, cho nên khách hàng người ta rút rút giữa chừng thì mình cũng phải hoàn lại cái tiền là đã đầu tư ngay lập tức. Đấy. Đấy là ngân hàng. Tiếp theo là other type of investor, các loại đầu tư khác. Đây là loại 5 và loại 6. Như vậy trước đây là cái bank này là loại số 4 nhá. Đây là loại 5 và loại 6. Loại 5 là mutual funds, là quỹ tương hỗ, hay là quỹ đầu tư không thôi cũng được. Và loại số 6 là sovereign wealth funds, tức là các cái quỹ đầu tư của mang tính chất nhà nước ấy. Ok nhá, thì cái chữ sovereign này các bạn nhớ cho cô là nó hơi khó dịch đấy, nhưng mà bạn có thể dịch nó liên quan tới nhà nước. Ok. Chính phủ. Bây giờ các bạn nhìn cái mutual funds là các cái quỹ đầu tư đó. Thì các cái quỹ đầu tư thì tẹo nữa nó có một cái phần riêng về quỹ. Thì các bạn sẽ đi sâu hơn, nhưng bây giờ cô sẽ nói qua thôi là quỹ đầu tư đặc trưng của nó là nó sẽ phát hành các cái chứng chỉ quỹ đầu tư đúng không? Để nó huy động tiền về của các nhà đầu tư về thành một cái khối lượng tiền lớn, sau đó nó sẽ mang đi đầu tư cổ phiếu. Thì cái liquidity needs là ở đây là high, nhu cầu về tính thanh khoản cao. Tiếp theo là time horizon này, risk tolerance này,
And income list thì tất cả depends on the type of fund and fund objective. Tức là nó sẽ tùy thuộc vào các loại quỹ và cái gọi là mục tiêu của quỹ. Thì cái này nhá, bạn tẹo nữa mình ở đây mình chỉ nói thế này thôi, tại vì tẹo nữa nó sẽ có phần riêng về quỹ. Thì trong các cái loại tổ chức đầu tư ở đây thì cái quỹ là cái loại chuyên nghiệp nhất, là cái loại tổ chức đầu tư chuyên nghiệp nhất và đúng cái tính chất của đầu tư nhất, cho nên là người ta sẽ gọi là có một cái phần riêng cho nó. Thế còn cái loại tiếp theo là sovereign wealth funds thì cũng tương tự, nó là các cái quỹ tài sản của chính phủ. Thì cái này nó có nhiều mục tiêu, ví dụ như là quỹ bảo vệ môi trường chẳng hạn nhé. Thì bạn có cái quỹ bảo vệ môi trường hoàn toàn là mang tính chất là công công ích đúng không? Hoặc là cái quỹ gọi là của ủy ban vốn nhà nước, quỹ của nhà nước đấy. Thì tóm lại là hai cái quỹ mà cô đưa ra đang có cái mục tiêu là khác nhau. Cái quỹ bảo vệ môi trường thì khác, và cái quỹ 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 gọi là ủy ban vốn nhà nước ấy, thì cũng khác đúng không? Thì mỗi cái quỹ này nó có various investment goals, tức là nó có cái mục tiêu khác nhau. Nhưng mà khi đầu tư thì chủ yếu là để sinh lời tạm thời, cái tiền nhàn rỗi. Đây là invest for future generation, thường là các cái quỹ công, quỹ của chính phủ ấy, thì nó sẽ đầu tư không phải là hoàn toàn về cái mục tiêu lợi nhuận không, mà nó còn nhiều mục tiêu khác mang tính chất công cộng. Cho nên là người ta nói là mục đầu tư của các cái quỹ này thì thường là mang cái tính chất gọi là future generation. Đôi khi là một cái doanh nghiệp nào đấy đầu tư cái quỹ này, quyết định đầu tư nó cũng không hẳn là một cái công ty mà có thể đem lại cái mức độ sinh lời cao nhất, nhưng người ta vẫn chọn để đầu tư, bởi vì đấy là một công ty mà nó tạo ra nhiều lợi ích xã hội hơn cả. Chẳng hạn như là các cái dự án về điện mặt trời đấy, thì bạn thấy là điện mặt trời ấy, sản xuất ra là đắt hơn so với cả điện than hay là điện thủy điện ấy. Thế nhưng mà điện mặt trời thì nó lại có một cái khía cạnh là bảo vệ môi trường. Tức là điện than là cái điện mà gọi là ô nhiễm nhất, bởi vì nó thải ra khí CO2 và các loại bụi. Thế còn điện thủy điện thì người ta thấy là trước đây người ta tưởng là cũng không có nhiều cái tác động môi trường, nhưng ngày nay thì những cái vấn đề về hạn hán và lũ lụt ngày càng nhiều ấy, thì cái thủy điện ấy là nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái dòng chảy của nước mà. Đấy. Thế thì riêng cái điện mặt trời ấy, thì bạn thấy là nó chỉ có hấp thu cái năng lượng mặt trời và nó chuyển thành điện thôi, được gọi là điện sạch, rất là sạch. Thế cho nên là đôi khi cái nhà máy điện đấy, cái chứng khoán của nhà máy điện đấy là đáng ra về về gọi là financial perspective là mình sẽ không chọn. Nhưng mà do cái khía cạnh về gọi là social benefit perspective, cho nên là mình quyết định là vẫn đầu tư vào cái dự án điện mặt trời đó. Thì cái kiểu invest đấy người ta gọi là invest for future generations. Tiếp nữa là manage foreign exchange reserve, tức là nó có thể liên quan tới các cái gọi là quỹ ngoại hối, foreign exchange, các cái quỹ ngoại hối. Tức là cái việc đầu tư ấy, nó cũng là để đảm bảo cái quỹ ngoại hối. Lúc đấy thì bạn có thể đầu tư vào ở trên thị trường tiền tệ. Và cuối cùng thì là nó manage government assets, tức là nó liên quan tới các cái quản lý, bảo tồn và phát triển các cái tài sản của nhà nước hay là của chính phủ. Chẳng hạn như là cái quỹ gọi là state pensions, tức là cái quỹ lương hưu của nhà nước ấy, thì nó khác cái quỹ lương hưu mà ban đầu mình có học ở phía trên là pension plans đấy. Thì cái quỹ lương hưu của nhà nước bao giờ nó cũng có cái tính chất công cộng hơn, và cái hơn hơn là so với cả cái kia là mình cho tiền vào quỹ, nhưng mà cuối cùng mình lại giống như một nhà đầu tư ấy, và đôi khi mình cũng phải bear the risk of investment đó. Thế thì đấy là sáu nhá, mình có sáu các cái loại quỹ khác nhau. Thế thì ở đây nó là cái thông tin về cái gì? Nó là cái thông tin về cái quỹ quốc gia đó mà người ta sử dụng để người ta đầu tư các cái loại tài sản ở nước ngoài ấy. Thì đây ví dụ ở Trung Quốc này, nó có mấy cái quỹ này này, rồi
Đây là một vài các cái ví dụ thôi. Thì cái quỹ đầu tư của các cái quỹ đầu tư mang tính chất nhà nước của Trung Quốc ấy, thì đang được xem là cái quỹ mà lớn nhất trên thế giới nhá, vượt qua cả thằng Mỹ. Thằng Mỹ chỉ đứng số 10 thôi các bạn này, nhưng mà Trung Quốc là đứng số 1 luôn. Đấy, Trung Quốc các cái quỹ nhà nước của nó rất là to, thực sự là giàu, nền kinh tế số 2 thế giới. Thế còn cái thằng mà đầu tư nhiều số 2 đấy là các tiểu vương quốc Ả Rập, United Arab Emirates. Thằng này là cái thằng ok, nó là thằng số 2 nhé. Mấy cái thằng Trung Đông thì thường là giàu rồi. Bạn thấy thằng số 4 cũng là thằng Saudi Arabia đúng không? Cũng là thằng Trung Đông hay là Qatar, đều là những cái thằng mà rất là giàu, Kuwait này, vân vân. Hồng Kông cũng nhảy lên đây, Singapore, ok. Đó, Việt Nam thì chắc là không có trong danh sách đâu. Thì cái phần đầu tư Việt Nam thì là rất ít. Tiếp theo là một cái bảng so sánh thôi về cái đặc trưng của các cái loại đầu tư theo tổ chức mà chúng ta vừa mới xem thôi. Thì ở đây người ta có liệt kê lại để các bạn dễ so sánh thôi. Thì các bạn về nhà xem lại cái này. Cái này là cái gì? Cái này vẫn là cái trên này, vẫn là cái phía trên này nó nối xuống, nhưng mà nó bị lẫn slide, tức là nó ra cái này nó phải lên, phải xuống phía dưới. Cái slide số 12 là phải xuống dưới cái này, xuống dưới cái slide số 13 này. Đó, thế thì đấy là cái đầu tiên giới thiệu về các cái tổ chức mà hay đầu tư theo danh mục. Cái bước số 2 là nội dung số 2 là portfolio management process, tức là cái quá trình quản lý danh mục đầu tư, quản trị danh mục đầu tư. Thì trước khi vào phần này thì chắc các bạn sẽ dừng lại đã, các bạn nghỉ giúp cô nhé, trong vòng 15 phút, 10 phút đi, 15 phút cũng được. Bây giờ là 9 giờ 10, 9 giờ kém 13 phút thì bạn nghỉ đến đến 9 giờ đúng nha các bạn nhé, nghỉ 13 phút. Alo, các bạn nghe thấy chưa? Dạ vâng Rồi ạ. ạ. Rồi, cảm ơn các bạn.
Ok các bạn ơi, cô quay lại nhá. Vâng ạ. Vẫn nhìn thấy cái slide cô nhỉ? Chưa cô ạ. Không thấy ạ. Thấy chưa? Thấy chưa? Bây giờ thấy chưa? Chưa chưa có cô ấy. Chưa có. À, nó tự tắt. Đây. Rồi ạ. Ok nhá, thì bây giờ chúng ta làm ổ hết thời gian rồi. Mấy cô lại đang tranh thủ làm đề cho các bạn buổi trưa cho nên là quên mất. Ok. Thế thì đây là cái gì nhỉ? Cái quá trình quản trị danh mục đầu tư ấy là có 3 bước. Bình thường, thứ nhất là planning này, thứ hai là execution và thứ ba là feedback. Đấy, thế thì ba bước này đơn giản thôi đúng không? Tức là trước khi mà thực hiện đầu tư theo danh mục thì các bạn phải lên kế hoạch thôi. Thì lên kế hoạch thì ở đây là mình đang đứng góc độ của một cái institution investor nhé, tức là nhà đầu tư tổ chức, tức là một trong những cái sáu cái lúc nãy mà mình đề cập ở đây này, tức là DeFi, Benefit Pension này, rồi là Bank gì, Endowments, vân vân. Đương nhiên thì có cái ở đầu tiên là nó có cái individual, nhưng mà lúc nãy cô cũng đã nói với các bạn là cái phần individual này thì là nó không không có phổ biến trong cái portfolio management và portfolio investment đấy ở đâu. Thì mình sẽ nhìn ở góc độ của một cái nhà đầu tư gọi là tổ chức. Thì khi nhà đầu tư của tổ chức ấy, thì mình có các cái nhà, các cái người mà góp vốn vào ấy, thì những cái người góp vốn đó thì người ta gọi là client đó. Thì khi mà người ta góp vốn vào, cho dù là dưới dạng là góp vốn vào quỹ lương hưu, hay là góp vốn vào bank, hay là góp vốn vào gì nhỉ, vào bank thì nó không rõ, nhưng góp vốn vào quỹ đầu tư chẳng hạn vân vân ấy, thì thông thường là sau đấy thì cái nhà đầu tư ấy, là cái tổ chức đầu tư họ sẽ phải đầu tư dựa cho cái quyền lợi của những cái người mà đã tham gia đầu tư. Thế thì trong các cái tổ chức ở phía trên thì lúc nãy cô còn nhấn mạnh là tiệm nữa thì mình sẽ đi sâu vào cái thằng gọi là thằng mutual fund ấy, là cái quỹ đầu tư, là bởi vì cái thằng thằng quỹ đầu tư đấy nó là một cái loại mà gọi là điển hình nhất trong các cái tổ chức đầu tư đấy, cho nên mình sẽ đi sâu vào cái thằng đấy. Hồi xưa cô nhớ là khi mà hỏi các bạn về cái môn à không, các bạn lớp này thì không học cô môn tài chính tiền tệ, nhưng mà lúc mà cô vấn đáp hỏi thi các bạn khác về cái môn tài chính tiền tệ, mà cô hỏi là về quỹ đầu tư thì đa phần các bạn không nhớ một tí gì hết, các bạn chỉ nhớ một về ngân hàng thôi, về bảo hiểm thôi, công ty bảo hiểm, không nhớ gì về về quỹ đầu tư luôn đó. Thì các bạn lưu ý rằng là ở Việt Nam thì thực ra quỹ đầu tư nó cũng khá là phổ biến nhé. Thì mà đây lại là một cái loại rất là đặc trưng để gọi là giống như kiểu đầu tư hộ hay đầu tư thuê đó. Thì ví dụ như cô mà góp tiền vào quỹ đầu tư thì cô sẽ mua cái chứng chỉ quỹ đầu tư, và cô là client của cái thằng quỹ đầu tư đấy. Thực ra owner thì chính xác hơn, nhưng mà ở đây người ta tính là người ta sẽ là cái quỹ đấy sẽ là người đầu tư, cho nên mình giống như là client, nhưng mà thực chất ra, bản chất ra thì mình là owner đó. Thì đầu tiên là phải understand the client needs and constraint, tức là cái quỹ đầu tư nó phải hiểu cô là cô cần gì và cô có những cái hạn chế gì. Ví dụ như là cô cần là một cái khoản tiền thông thường để chi tiêu, và cái giới hạn, cái vấn đề của cô là cô ví dụ như là cô muốn các cái khoản đều đặn như vậy, và cái số tiền cô đóng cũng đều đặn như vậy, chứ cô không muốn là bục một phát thì lại cho cô một cái số tiền rất cao, xong bục một phát thì lại không có một tí nào. Đấy, thì đầu tiên là phải understand the client needs and constraint, để mà sau đấy người ta sẽ có cái gọi là chính sách đầu tư cho phù hợp. Ở cái bước số 2 này, write an investment policy statement IPS. Đó, tức là bạn phải viết ra một cái chính sách đầu tư. Thì sau khi hiểu được cái nhu cầu của khách hàng của mình rồi ấy, thì mình phải đưa ra cái chính sách đầu tư nó phù hợp với cái mục tiêu đó và các cái constraint đó. Tiếp theo thì cái nội dung của IPS gồm có những cái gì? Thực ra thì nó có nhiều thứ, để cô xem ở phần dưới nó có không đã. IPS nó phải có ở đâu đó chứ nhỉ?
Ok, đây là không có. Ok, không có thì thôi. Không có thì mình sẽ liệt kê một vài các cái nội dung ở đây để các bạn nhớ thôi. Thì cái IPS ý, thì thông thường là nó có một số cái, ví dụ như là rồi, IPO, IPS đây. Nó có một số các cái nội dung chẳng hạn như là đây IPS, chẳng hạn như là cái mục tiêu đầu tư của cái quỹ này là gì này, rồi cái tiếp theo là những cái loại chứng khoán nào mà mình sẽ nên đầu tư này, cái loại số 3 là những cái giới hạn nào mà mình sẽ nên thực hiện, có nghĩa là mình sẽ không đầu tư, nhất quyết là không đầu tư những cái loại nào này, rồi là các cái biện pháp khi mà cái kết quả đầu tư không như ý muốn là gì này, rồi 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 là những cái gọi là những cái quy định về chẳng hạn như là giới hạn về limit, tức là một loại cổ phiếu hay là một cái loại tài sản thì mình đầu tư tối đa là bao nhiêu tiền này. Đấy, đấy thì tất cả những cái đấy nó tập trung ở trong cái gọi là IPS Investment Policy Statement. Sau khi mà có cái đấy xong rồi ấy, thì công ty phát triển cái investment strategy consistent with the IPS, tức là một cái chiến lược đầu tư phù hợp với chính sách đầu tư. Chính sách đầu tư là cái gì đấy chung chung nhá, rất là chung chung, một cái khung, giống như kiểu một cái khung pháp lý ấy. Thế còn cái investment strategy thì nó sẽ theo từng thời kỳ, đó là chiến lược đầu tư theo từng thời kỳ, nó sẽ cụ thể hóa cái IPS này. Tiếp nữa là specify performance benchmark. Benchmark là một cái mốc đánh dấu, ok, đánh cột mốc ấy, kiểu cột mốc ấy. Đấy thì cái performance benchmark là những cái cột mốc nhất định về mặt kết quả của việc đầu tư, ví dụ như là tối thiểu là phải 10% sinh lời trở lên thì tôi mới đầu tư chẳng hạn, hay là cái NPV tối thiểu của cái việc đầu tư nó phải bằng bao nhiêu chẳng hạn. Đấy thì tóm lại là nó có những cái benchmark như vậy. Thì đấy là cái bước đầu tiên là planning. Cái bước số 2 của các bạn là execution, là thực hiện cái việc đầu tư đó. Thì khi thực hiện đầu tư thì bạn sẽ làm mấy việc sau. Thứ nhất là analyze risk and return characteristic of asset và classes, tức là mình sẽ cần phải phân tích các cái rủi ro và sinh lời của các cái lớp tài sản, các cái nhóm tài sản, ví dụ như là nhóm tài sản về sữa, ngành sữa, nhóm tài sản về ngành xây dựng, nhóm tài sản về ngành banking, vân vân. Đấy là những cái nhóm đặc điểm của những cái nhóm đấy là gì. Sau đó cái bước số 2, bạn analyze the market conditions to identify attractive asset classes. Tức là bạn trong tất tật tật những cái asset classes đấy thì bạn cần xác định xem là trên cái điều kiện thị trường hiện nay thì là cái loại nào là cái hấp dẫn. Ok, chẳng hạn như bạn thấy là các cái chứng khoán của ngân hàng là hấp dẫn nè. Hiện nay thì các bạn thấy ở chính phủ có nhiều nhiều chuyên gia người ta nói rằng là bây giờ ấy, Covid thì các cái doanh nghiệp phải đóng cửa rất là nhiều. 1/10 số doanh nghiệp của Việt Nam đã đóng cửa trong vòng 1 năm qua. Đó, bạn hình dung là 1/10 là rất kinh. Tức là tổng cái số lượng doanh nghiệp của mình là tầm khoảng 800.000 doanh nghiệp. 800.000 doanh nghiệp thì nó mất khoảng 80.000 doanh nghiệp trong giai đoạn Covid 2 năm vừa qua. Đó. Thì là một cái con số rất là khủng khiếp. 1/10 đấy cũng có nghĩa rằng là 1/10 lực lượng lao động là sẽ bị thất nghiệp. Đó, trước đây thì là bạn thấy là có việc làm đúng không? Ngoài ra thì 90% cái số lao động, cái số mà doanh nghiệp vẫn còn gọi là hoạt động ấy, thì cũng phải hoạt động cầm chừng. Cho nên là thu nhập của người lao động ở những cái doanh nghiệp mà vẫn đang hoạt động đấy cũng sẽ giảm, cũng giảm. Đó, thì bạn hình dung là cái ảnh hưởng của dịch Covid này khủng khủng khiếp tới tới Việt Nam. Và hiện nay thì các cái khoản thu về ngân sách là doanh nghiệp họ khó khăn mà, thì mình phải giãn thu về ngân sách. Thì khi mà giãn thu thì gọi là trong cái ngân sách nhà nước là đang bị thiếu tiền thu vào, trong khi đó thì rất nhiều các cái khoản tiền phải chi ra. Bạn thấy là tiền chi ra về hỗ trợ người lao động mất việc này,
rồi tiền chi ra về hỗ trợ A, hỗ trợ B này, rồi tiền chi ra liên quan tới vấn đề y tế này, vaccine này, rồi đủ thứ vân vân, rất là nhiều. Đương nhiên là các tổ chức người ta có đóng góp nhưng mà cũng không ăn thua, tức là cái phần mà lớn là vẫn phải lấy từ ngân sách nhà nước. Và hôm trước thì cô cũng có đọc cái tin ở trên mạng ấy, ở trên báo là chính phủ nói rằng là hiện nay thì cái ngân sách nhà nước trung ương còn không còn đồng nào luôn, gần như là hết sạch luôn đó. Thế thì mà bây giờ vẫn cần phải chi, tại vì là bạn vẫn thấy là dịch bệnh rất là nhiều và mình vẫn phải chi các loại tiền, đặc biệt là tiền liên quan y tế. Bạn thấy là các cái đợt mà bác sĩ từ miền này sang miền kia là đi di chuyển bay, rồi rồi ăn ở, rồi các loại vân vân ấy, là đương nhiên phải chi tiền chứ đúng không, rồi những trang thiết bị vân vân đấy. Thì mà cô thì đại loại là bạn là làm bác sĩ, họ phải di chuyển vào miền Nam ấy, họ nói là rất là khổ vì là trong đấy vì là nó đông quá và dịch gọi là người bệnh nhiều quá, cho nên là gần như không ai lo được cho bác sĩ nữa, cho nên bác sĩ là cũng phải ăn cái suất ăn từ thiện ấy, là sau khi mà làm việc gần như kiệt sức nhưng mà lại ăn kiểu rất là đạm bạc, và nói tóm lại là cảm thấy rất là mệt, cho nên là nếu ở lâu là người ta cũng có trạng thái là kiệt sức ấy. Và mỗi một đợt bác sĩ đi như thế là tầm khoảng 2 3 tháng thì họ về, mà muốn về ấy, thì là phải có một cái nhóm bác sĩ khác ở Hà Nội lại 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 thay thế vào trong đấy, bởi vì là trong đấy mỗi một ngày vẫn là khoảng 5.000 ca, rất là nhiều luôn đó. Thế thì tóm lại là nó rất là khó khăn. Thì trong những cái điều kiện thị trường nhất định như vậy thì mình sẽ phải chọn ra những cái nào mà gọi là hợp lý nhất, những cái tài sản hợp lý nhất để đầu tư đó. Thế thì sau khi mà chọn được cái lớp tài sản tốt để đầu tư rồi ấy, thì bạn lại phải identify attractive securities within asset classes, tức là trong cái asset class mà mình đã chọn được cái bước nhỏ số 2 này, thì mình lại phải chọn các cái security nhất định, ok. Và cuối cùng là bạn xây dựng một cái danh mục đầu tư portfolio construction, tức là nó gồm có các cái target asset này, target asset allocation này, rồi là individual security weighting này, and risk management, tức là mình sẽ phải cần có tiền là vào những cái tài sản cụ thể này. Sau đó mình lại phải có cái weighting cho từng cái khoản tiền cho các cái chứng khoán cụ thể nữa, và sẽ mình quản trị cái rủi ro đấy. Tóm lại là ở cái bước 2 là cái bước mà cũng rất là nhiều việc đối với lại các cái quỹ đầu xin lỗi, các cái tổ chức đầu tư. Cái bước số 3 là feedback thôi, là cái phản hồi trở lại. Thì nó gồm có mấy nội dung. Thứ nhất là monitor monitor and update investment investors need, tức là bạn phải update lại cái nhu cầu của khách hàng, xem là vẫn là cái ông khách hàng đấy thì bây giờ ông có thay đổi gì không. Monitor and update market condition, tức là bạn sẽ cần phải cập nhật lại cái điều kiện thị trường, xem là điều kiện nó có thay đổi không, hết Covid chưa để chúng ta có thể thay đổi được cái gọi là asset classes. Tiếp nữa là rebalance portfolio as needed. Rebalance tức là tái cân bằng lại cái danh mục đầu tư nếu mà cần. Có nghĩa là bạn đang có 20 cổ phiếu trong danh mục thì bạn có thể đuổi ra 5 thằng và bạn nhập mới vào 5 thằng. Đấy người ta gọi là cái quá trình rebalance portfolio. Và measure and report performance, tức là bạn sẽ phải đo lường và báo cáo cái kết quả của cái việc đầu tư ấy trong năm vừa qua chẳng hạn, để có những cái gọi là correction, cái and improvement, tức là những cái sửa lỗi và những cái gọi là tăng gọi là nâng cao chất lượng đó đầu tư đó. Thì đấy là ba cái bước. Trong phần tới thì chúng ta sẽ học về pool investment, tức là cái đầu tư theo theo nhóm, hay nói khác đi là nhiều người đầu tư góp vào một cái tiền vào quỹ đấy, mutual fund này các bạn. Và đầu tư thì người ta gọi là pool investment, pool là cái ao đó. Đó thì các bạn sẽ học tiếp cái phần này ở sau, và như vậy là chúng ta có một cái phần rất là dài hơi liên quan tới các cái quỹ đầu tư và các kiểu đầu tư của cái quỹ đầu tư. Đó. Như vậy là tạm thời thì mình sẽ dừng lại ở đây. Các bạn có câu hỏi gì không?
Alo, các bạn có câu hỏi gì không? Dạ không ạ. Thì tạm thời là mình sẽ dừng buổi hôm nay tại đây nhé các bạn nhé. Từ Thì cô ơi, ơi. cái kiểm tra ấy cô, cái câu test paper có được nét không cô? Kiểu chuyển giữa những cái câu với nhau ấy cô. Không không, cái test photo nó không cho nick đâu, có Không nghĩa là được không cô? có được không? Tại vì hôm trước đợt cái hồi đợt trước thì cô Thanh có cho Cô kiểu Thanh vẫn lách được cô nè. ạ. Cô cho Cô cho bọn em lách ạ, vì nhiều câu bọn em kiểu sợ dối không làm được luôn lúc đấy ạ. thế được rồi, để cô cân nhắc. Tóm lại các bạn cứ chuẩn bị tinh thần là thi rồi, còn next hay là Hôm nay không. đi cô. Ăn cơm Ok điểm nhá. đây thì Thế thôi, thì nếu mà sai thì có được quay lại sửa không cô, hay là bấm chọn xong là không xong ạ? xong là xong đấy, là một đi không trở lại. Thôi Tại không vì cần lách đi. là ok có tính sau mà, nhưng mà tóm lại là nách hay không nách thì tính sau, nhưng mà cái gì nhỉ, cái một đi không trở lại là chắc chắn nhá, vì là đấy là cái đặc trưng của cái kiểm tra online, là phải một đi không trở lại. Khi nào các bạn mà đi thi CFA hay là đi thi các cái kỳ thi mà tiếng Anh ấy, thì các bạn có được quay trở lại đâu đúng không? Bây giờ làm PPT là không quay trở lại được. Làm gì có quay trở lại được đâu, chỉ có làm giấy thì bạn mới quay trở lại được thôi. Có cô ơi, có bao nhiêu phút ạ? 20 câu nhá, 20 câu 40 phút được không? Thực ra cũng 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 dài, các bạn có khi làm không hết 40 phút đâu, nhưng mà cũng cứ để cho các bạn thoải mái là 40 phút nhá. Vâng. Ok, nhớ chuẩn bị cái máy Casio nhá. Bởi vì là bạn không chuyển tab sang Excel được đâu, là nó sẽ bị tắt đấy. Ok. Được chưa ạ? Thế có hỏi gì nữa không? Rồi, thế thì các bạn cứ học tiếp môn khác rồi nghỉ ngơi nhá, rồi trưa chúng ta sẽ vào. Rồi, bye các bạn. Chào cô ạ. Chào các bạn.